Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Iran tuyên bố tạo thành công mạch xử lý lượng tử đầu tiên, nhưng sau đó bị phát hiện chỉ là bo mạch $600 có thể mua trên Amazon. Ngày 29 tháng 6, nhà báo kỳ cựu Seymour Hersh cảnh báo việc Kiev không xuyên thủng được các tuyến phòng thủ Nga sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho Mỹ. Các ngoại trưởng Nga và Anh đã lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở rộng và gia tăng số thành viên của cơ quan này. Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt hợp đồng bán chiến đấu cơ F-35, đạn dược và các thiết bị liên quan cho Cộng hòa Séc trong một thỏa thuận trị giá lên đến 5,62 tỷ USD. Sau đây là nội dung chi tiết. Đầu tháng 6, Iran đã gây tiếng vang khi khẳng định đã phát triển thành công sản phẩm điện toán xử lý lượng tử đầu tiên phục vụ hoạt động quân sự. Sự xuất hiện của Chuẩn Đô đốc Habibullah Sayeri của Iran càng tăng thêm độ uy tín cho buổi ra mắt. Theo giới thiệu, bo mạch có hình vuông, thiết kế bắt mắt, một phần mạ vàng, được tạo bởi Đại học Imam Khomeini International, IKIU. Nhiệm vụ của nó là xử lý các tình huống đánh lừa trong hệ thống định vị tàu trên mặt nước bằng thuật toán. Tuy nhiên, những người theo dõi sự kiện nhanh chóng nhận ra bo mạch khá giống với một sản phẩm tương tự có sẵn trên Amazon, có tên FPGA dựa trên chip ARM. Trên Twitter, Gabriel Noronha, cựu cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ về Iran, phát hiện bộ xử lý lượng tử này thực chất là bo mạch FPGA có giá $589 được bán phổ biến trên Amazon. Lúc này, phía IKIU mới cho biết bo mạch không phải là bộ xử lý lượng tử và đổ lỗi cho truyền thông. Việc ra mắt sản phẩm đã truyền tải một thông điệp sai lầm rằng nó là một bộ xử lý lượng tử. Điều này không đúng, đại diện IKIU nói với Taslim News tuần này. Vấn đề không nằm ở thông báo và cách diễn đạt nó. Vấn đề đến từ các phương tiện truyền thông của đất nước. Tuy nhiên, người này là phó hiệu trưởng kiêm đứng đầu nhóm phát triển, nhấn mạnh Iran thực sự đang phát triển điện toán lượng tử, xem đây là công cụ hỗ trợ cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. Theo một số chuyên gia, bo mạch FPGA chủ yếu được sử dụng để xử lý video, điều khiển mô tô, phát triển Android, Linux. Nó cũng xuất hiện trong một số thành phần của máy tính lượng tử, được triển khai trong các cơ chế kiểm soát lượng tử, với mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa điện toán tiêu chuẩn và điện toán lượng tử. Dù vậy, các cỗ máy lượng tử lớn không sử dụng loại bo mạch này. Trích dẫn số liệu thống kê chiến trường thu được từ một nguồn giấu tên, nhà báo Hersh tuyên bố, các lực lượng Ukraine chỉ chiếm được hơn 3 km vuông đất do Nga kiểm soát trong 10 ngày giao tranh vừa qua. Ông nói thêm, trong 2 tuần trước đó, quân đội Ukraine chỉ chiếm 71 km vuông lãnh thổ, phần lớn là vùng đất trống nằm trước tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Với việc Nga kiểm soát 64.000 km vuông đất mà trước đây Ukraine quản lý, một quan chức hiểu biết về vấn đề nói với ông Hersh rằng quân đội của ông Zelensky sẽ mất 117 năm để áp đặt lại quyền của Kiev đối với các vùng lãnh thổ đó. Đã đến lúc Tổng thống Mỹ Joe Biden phải công khai thừa nhận khoảng hơn $150 tỷ mà chính quyền của ông đã chi để vũ trang cho Ukraine cho đến nay, hóa ra là một khoản đầu tư rất tồi, nhà báo kỳ cựu kết luận. Ông đồng thời cho biết thêm rằng thảm họa sắp xảy ra ở Ukraine nên là hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà lập pháp Mỹ sẵn sàng trao cho Kiev hàng tỷ USD với hy vọng về một phép màu sẽ không đến. Ukraine đã phát động cuộc phản công được mong đợi từ lâu vào đầu tháng 6, sử dụng xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất, xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ cung cấp và các khí tài khác của phương Tây để tấn công các vị trí của Nga dọc theo chiến tuyến từ Donetsk đến Kherson. Cuộc tấn công đã khiến Kiev phải trả giá đắt với việc Hội đồng An ninh Nga ước tính tổn thất của Ukraine là 13.000 quân tính đến tuần trước. Theo Moscow, việc tấn công qua các bãi mìn và không có sự yểm trợ của không quân, các lực lượng Ukraine đã không vượt qua được mạng lưới chiến hào, chướng ngại vật và ụ bọc thép nhiều lớp do Nga xây dựng từ năm ngoái. Các quan chức Mỹ, Ukraine và NATO thừa nhận rằng cuộc phản công đang diễn ra chậm hơn dự kiến. Sự hỗ trợ tiếp tục của phương Tây có khả năng phụ thuộc vào việc đẩy lùi thành công lực lượng Nga. Trong bối cảnh này, các quan chức Kiev vừa đổ lỗi cho phương Tây vì đã không cung cấp vũ khí đầy đủ, vừa hứa hẹn rằng cuộc tấn công đó đến nay chỉ là màn dạo đầu của một chiến dịch lớn hơn sắp tới. Hội đồng Bảo an gồm 15 nước thành viên, trong đó có 5 nước ủy viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và 10 nước thành viên không thường trực do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu ra với nhiệm kỳ 2 năm. Tại một cuộc họp báo ở Moscow hôm 30 tháng 6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ mong muốn mở rộng Hội đồng Bảo an để trao thêm quyền đại diện cho các quốc gia châu Á, châu Phi và Mỹ Latin nhằm phá vỡ sự thống trị của phương Tây đối với thế giới. Reuters dẫn lời ông Lavrov nói, phần lớn thế giới không muốn sống theo các quy tắc của phương Tây. Nhà ngoại giao hàng đầu Nga lặp lại cáo buộc lâu nay của Moscow rằng phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đang cố gắng ngăn cản Nga và Trung Quốc hành động độc lập trong một thế giới đa cực. Tại một hội thảo của Viện Nghiên cứu Chatham House ở London hôm 29 tháng 6, Ngoại trưởng Anh James Cleverly cũng kêu gọi mở rộng Hội đồng Bảo an với lý do các nước ở Nam Bán Cầu xứng đáng có tiếng nói mạnh mẽ hơn tại cơ quan này. Ông Cleverly tin hệ thống hiện tại không thể đứng vững khi trọng tâm kinh tế đang chuyển sang khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tỷ lệ dân số của châu Phi dự kiến tăng từ 18% lên 37% dân số thế giới vào năm 2100.
lãnh đạo Bộ Ngoại giao Anh đề nghị xem xét lại việc sử dụng quyền phủ quyết của 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Ông lưu ý, các nước nghèo nhất thế giới đang cảm thấy tiếng nói của họ không được lắng nghe, ngay cả trong những vấn đề liên quan trực tiếp đến họ. Theo báo Guardian, ông Cleverly mong muốn có đại diện thường trực của châu Phi tại nhóm G20 và Hội đồng Bảo an kết nạp thêm các nước thành viên là Ấn Độ, Brazil, Đức và Nhật Bản. Reuters ngày 30 tháng 6 dẫn nguồn từ Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Lầu Năm Góc cho biết, các nhà thầu chính sẽ là Lockheed Martin, Raytheon và Boeing. Theo Lầu Năm Góc, ngoài F-35, gói thầu được Bộ Ngoại giao phê Mỹ duyệt cũng sẽ bao gồm động cơ dự phòng, 70 tên lửa không đối không E-120C-8, AMRAAM, bom, thiết bị phụ trợ, phụ tùng thay thế và hỗ trợ kỹ thuật. Thương vụ đã được Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận và đang chờ Quốc hội Mỹ bật đèn xanh. Năm ngoái, chính phủ Séc đã bày tỏ mong muốn mua 24 chiếc F-35, thay thế cho phi đội JAS-39 Raven thuê của Saab AB, công ty công nghiệp quốc phòng của Thụy Điển. Viking Defense trích lời của Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Sernochova cho biết, quyết định mua máy bay chiến đấu F-35 được đưa ra dựa trên kết quả phân tích của lực lượng vũ trang Séc cho thấy, chỉ những máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 tiên tiến nhất mới có thể đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tương lai. F-35 là chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Mỹ và là một trong những máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo. Với hình dáng và công nghệ tàng hình, F-35 rất khó bị radar phát hiện. F-35 có khả năng hoạt động đa nhiệm như thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát, cung cấp dữ liệu chiến trường có giá trị theo thời gian thực. Dòng tiêm kích này có thể tấn công cả trên không lẫn mặt đất. F-35 được tích hợp hệ thống lái tự động tránh va chạm giúp đảm bảo an toàn cho phi công và còn có thể ngăn chặn va chạm trên mặt đất. Mặc dù không tránh khỏi lỗi phần mềm và lỗi kỹ thuật trong quá trình phát triển, F-35 vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Theo Global Business Press, hiện có 890 chiến đấu cơ F-35 đang hoạt động trên toàn thế giới. Hơn 1.870 phi công và 13.500 kỹ thuật viên được đào tạo về loại máy bay này. F-35 có mặt tại 27 căn cứ không quân của 9 quốc gia vận hành. 17 quốc gia đã đặt mua F-35, chủ yếu là các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.